Và xin chào anh em lại trở lại với một cái video nữa. Đấy là em sẽ test cái tiếng bass của cái cặp loa mini này em nhé. Nó chẳng nằm trong lô loa mini của em. Đây, một lô rất là nhiều. Đấy, và em lấy một cặp ra em test chất âm để anh em nghe thử. Sau đây em sẽ test tiếng bass của nó anh em nhé. Tuy là nó nhỏ nhưng mà bass nó hơi bị ấm và trầm. Tiếng hơi bị hay luôn anh em nhé, bát ánh mạnh luôn đấy. Hơi tối đấy. Loa rất là ngon. Cái lô này rất là đẹp anh em nhé.